Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin ngày 29 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân Việt Nam với chủ đề tiếp sức hỗ trợ nông dân thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Diễn đàn trực tuyến Tuổi trẻ Lai Châu trách nhiệm, niềm tin và khát vọng. Huyện Tân Uyên tăng cường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các đơn vị thi công tích cực tham gia khắc phục sạt sụt, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 29 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc đối thoại với nông dân Việt Nam theo chủ đề tiếp sức hỗ trợ nông dân thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa điểm cầu tại tỉnh Sơn La với điểm cầu các tỉnh thành trong cả nước. Dự hội nghị điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ban ngành, một số hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Lai Châu. Đến trước ngày 23 tháng 5, đã có hơn 1.600 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị được gửi tới người đứng đầu chính phủ. Tình hình giá cả vật tư nông nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang tác động nặng nề đến sản xuất nông nghiệp. Các vấn đề liên quan đến những bất cập trong quản lý sử dụng đất đai và nhiều ý kiến kiến nghị cần sớm sửa đổi luật đất đai. Vấn đề về thúc đẩy liên kết, hợp tác, phát huy tốt hơn nữa vai trò của hợp tác xã nông nghiệp. Vấn đề khó khăn về nguồn vốn cho sản xuất nông nghiệp. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa nông thôn, đặc biệt là các chính sách, chiến lược liên quan đến việc phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Tại hội nghị, có nhiều câu hỏi đề xuất kiến nghị tập trung vào một số nội dung chính như bình ổn giá, vật tư đầu vào sau ảnh hưởng dịch bệnh, sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ chế biến sâu trong nông nghiệp, hỗ trợ hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong chế biến nông nghiệp công nghệ cao, đất đai, nguồn kinh phí, khoanh nợ, giãn nợ, tăng nguồn cho nông dân hồi phục sản xuất, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn không cần tài sản thế chấp phù hợp với các quy định hiện hành, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi nạn tín dụng đen ở các vùng nông thôn. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phải chủ động và tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả, trong đó có phát triển kinh tế nông nghiệp. Độc lập tự chủ không có nghĩa là tự cung, tự cấp và tách biệt với thế giới bên ngoài, đồng thời không được mất bình tĩnh bởi những tác động bên ngoài. Đồng chí yêu cầu các bộ ban ngành, các địa phương cần bám sát, tôn trọng thực tiễn khách quan, từ đó đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết vấn đề cho phù hợp với thực tiễn, hóa giải vấn đề khó khăn, thách thức, phát huy tối đa kết quả đạt được, không chùn bước trước thử thách. Các bộ ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn để cùng với ngành nông nghiệp, người nông dân giải quyết những khó khăn thách thức đang hiện hữu, cùng nhau đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sáng 29 tháng 5, tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn trực tuyến Tuổi trẻ Lai Châu – Trách nhiệm, niềm tin và khát vọng. Diễn đàn có sự tham gia của trên 1.500 đoàn viên và học sinh tại điểm cầu tỉnh và các huyện. Tại diễn đàn, đại diện tỉnh đoàn triển khai phần mềm quản lý cho đoàn viên thanh niên. Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân, cố vấn cao cấp về giáo dục, tâm lý, Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ châu Á-Thái Bình Dương trực tiếp truyền đạt chuyên đề ba trách nhiệm. Vai trò trách nhiệm của thanh thiếu niên đối với gia đình, xã hội, xây dựng ước mơ, hoạch định nghề nghiệp cho tương lai và trao đổi với thanh niên. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong giáo dục đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên, đồng hành với thanh thiếu niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh có cơ hội thể hiện quan điểm, nhận thức của bản thân về vai trò trách nhiệm đối với gia đình, xã hội, nói lên ước mơ về nghề nghiệp trong tương lai. Đồng thời cũng là dịp để gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn, các cấp các ngành lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đề xuất của đoàn viên thanh niên khối trung học phổ thông, trung học cơ sở, kịp thời giải đáp băn khoăn vướng mắc, định hướng đúng đắn cho các em. Dịp này, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích, 1 giải ấn tượng do cộng đồng mạng bình chọn nhiều nhất, 1 giải dành cho đoàn trường có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng nhất, 1 giải hội đồng giám khảo bình chọn, trao tặng bằng khen của tỉnh đoàn cho một công trình thanh niên đạt giải tại cuộc thi
học sinh thời đại 4.0 và những kỹ năng sống cần thiết. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra sai sót tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong chỉ thị về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, trong đó có khâu ra đề thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học công bố công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tuyển sinh, bảo đảm công bằng, minh bạch, điều động phân công viên chức, giảng viên tham gia công tác thanh tra kiểm tra kỳ thi tại các địa phương theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân được tiếp tục lùi thời gian nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022. Đây là nội dung Nghị định số 34 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Nghị định cũng gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022. Ngày 30 tháng 6 là hạn cuối cùng giảm lệ phí làm căn cước công dân gắn chip theo quyết định của Bộ Tài chính. Theo đó, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 120 quyết định giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân gắn chip. Sau ngày này, người dân đi làm căn cước gắn chip sẽ phải trả theo mức phí được quy định tại thông tư số 59 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, thì ngày 30 tháng 6 năm nay cũng là hạn cuối áp dụng chính sách giảm phí sử dụng đường bộ, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, lệ phí cấp hộ chiếu và giấy thông hành. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Lai Châu vừa tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu cùng 60 đoàn viên ưu tú đến từ 10 chi đoàn cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Điện lực Lai Châu đã đoàn kết thống nhất, tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình công tác trọng tâm của đoàn đạt kết quả tốt, đóng góp quan trọng vào các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty. Với đặc thù của ngành, lực lượng thanh niên Công ty Điện lực Lai Châu đã phát huy tốt khẩu hiệu đổi mới, cải tiến, phát triển. Đặc biệt trong công tác chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với mục tiêu tích hợp công nghệ số và mô hình quản trị phù hợp quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào sản xuất kinh doanh, Đoàn Thanh niên và Công đoàn Công ty đã phát động cuộc thi Nhận thức chuyển đổi số PC Lai Châu với ý tưởng Nhanh như điện, tiện như số. Đối với các phong trào, chương trình của hội, đoàn cơ sở luôn thực hiện tích cực với các phong trào tình nguyện như đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hiến máu tình nguyện, với tổng số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng. Với khẩu hiệu Tuổi trẻ Công ty Điện lực Lai Châu thi đua học tập, lao động, sáng tạo, đoàn kết, xung kích, hội nhập và phát triển, góp phần xây dựng Công ty Điện lực Lai Châu vững mạnh toàn diện. Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Tuổi trẻ Công ty Điện lực Lai Châu quyết tâm hoàn thành 7 chỉ tiêu, góp phần vào thành tích chung của tuổi trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp Lai Châu. Đại hội đã bầu 9 đồng chí tham gia Ban chấp hành đoàn và bầu chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực Lai Châu khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời tiến hành bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội đoàn cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua do mưa lớn kéo dài đã làm nhiều tuyến đường giao thông ở huyện Tân Uyên bị sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Để đảm bảo giao thông trên các tuyến đường được thông suốt, huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các đơn vị thi công tích cực tham gia khắc phục sạt sụt, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm. Theo thống kê của huyện Tân Uyên, từ đầu mùa mưa đến nay, do nhiều đợt mưa lớn kéo dài đã làm sạt sụt và gây thiệt hại tại một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện, với khối lượng đất đá ước tính hàng nghìn mét khối và sạt lở kênh mương thủy lợi. Trong đó một số tuyến đường bị sạt lở nặng như tuyến đường trung tâm xã Hố Mít đi Mít Nội với khối lượng là 2.000 khối đất đá. Tuyến đường trục chính xã Trung Đồng, tuyến đường bản Nà An xã Mường Khoa 1.000 khối đất đá và nhiều tuyến đường sạt lở nhỏ lẻ khác. Để đảm bảo giao thông tại các tuyến đường được thông suốt, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các đơn vị thi công
tích cực thông tuyến, đảm bảo giao thông cho người dân đi lại sớm nhất. Thì mấy ngày qua thì thời tiết nó bắt đầu vào đầu mùa mưa, thì tình hình trên địa bàn cũng đã có mưa. Hiện nay một số cái tuyến đường thì báo cáo đồng chí là đã có cái hiện tượng sạt lở, và đặc biệt là các cái tuyến đường nối từ trung tâm huyện vào Nậm Cần, Nậm Sỏ. Thì tuyến đường này thì cũng đã có cơ sở giao thông là cái cơ quan chủ trì để đảm bảo giao thông, thì riêng sạt lở ở đây thì các đồng chí cũng đã kịp thời để thực hiện việc nạo vét. Tuy nhiên là các cái tuyến đường của huyện quản lý thì hiện nay có tuyến Nà Ui, Uy Thái và Khao Hỏ. Và tuyến này là cái tuyến được đầu tư năm 2020, và hiện nay thì mới là đường mở nền, chưa có cống rãnh và thoát nước vào mặt. Chính vì thế cho nên là hiện nay cũng đang có cái hiện tượng bị sạt lở, thì chúng tôi cũng đã nắm được cái nội dung này, và sau khi mà mưa lũ tạnh thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc nạo vét thông tuyến để cho bà con đi lại. Đối với các tuyến đường như quốc lộ 32, các tuyến đường từ huyện đến trung tâm các xã như Nậm Cần, Nậm Sỏ, Hố Mít, Mường Khoa có nguy cơ sạt sụt cao, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động trong mọi tình huống thiên tai, kiểm tra rà soát các tuyến đường cụ thể, các vị trí xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, để khi xảy ra mưa lũ sẽ kịp thời ứng cứu, đảm bảo giao thông nhằm thông đường trong thời gian sớm nhất. Hiện phòng kinh tế hạ tầng huyện cũng đã tiến hành kiểm tra khảo sát nhằm huy động các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng chủ động bố trí phương tiện máy móc tham gia ứng trực thông đường khi có sự cố xảy ra. Huyện giao cho phòng kinh tế hạ tầng rà soát thống kê cùng với các xã, thị trấn tất cả các tuyến đường. Hiện nay là số km đường từ giao thông nội đồng, nội bản, liên bản đến bản, quốc lộ, tỉnh lộ thì quản lý hơn 600 km, mà cơ quan phòng kinh tế hạ tầng phối hợp với ban quản lý dự án, phối hợp với các xã thị trấn, phòng công nghiệp, cơ quan thường trực bão lũ đã rà soát đến từng điểm sạt lở để có cái phương án xử lý kịp thời. Cũng trong mùa mưa lũ năm nay, đối với những tuyến đường trọng điểm có nguy cơ sạt sụt với khối lượng lớn, huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục ngay nhằm đảm bảo cho việc giao lưu thông thương hàng hóa và lương thực thực phẩm cho nhân dân địa phương. Đồng thời, huy động các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn có phương án thông tuyến đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân trong mùa mưa lũ. Tận dụng lợi thế và điều kiện tự nhiên, những năm vừa qua, người dân tại các địa phương đã thực hiện chuyển đổi nhiều diện tích đất trồng lúa, khó tưới, đất bãi, vườn tạp và đồi thấp sang trồng cây ăn quả. Đến hết tháng 4 năm 2022, trên địa bàn tỉnh có khoảng 8.523 ha cây ăn quả, sản lượng lũy kế ước đạt là 12.300 tấn, bằng 20,5% kế hoạch, tăng 2.500 tấn so với cùng kỳ năm trước. Một số huyện như Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ đã chú trọng hình thành vùng sản xuất cây ăn quả tập trung theo mô hình trang trại và gia trại, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm một số loại cây ăn quả trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do chưa xây dựng được thương hiệu sản phẩm, thiếu đầu mối thu mua trung tâm, giá cả phụ thuộc vào thương lái. Do đó, để nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây ăn quả, các ngành chuyên môn và các địa phương cần xây dựng lộ trình phát triển phù hợp bền vững gắn với hình thành chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cho các loại cây ăn quả. Từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn của huyện Tam Đường xảy ra nhiều trận mưa to, gió lốc mạnh. Theo thống kê, trận mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh xảy ra mới đây nhất ngày 30 tháng 4 đã làm thiệt hại 20% nhà ở, 2 hộ của xã Nùng Nàng. Ngoài ra thì gió lốc còn thiệt hại 70 viên ngói pro xi măng, 9 viên ngói nắp của 11 hộ dân tại đây. Trước tình hình thời tiết cực đoan, huyện Tam Đường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đến với nhân dân, đảm bảo công tác trực phòng chống lụt bão 24/24 giờ, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ và sơ tán người dân khi có thiên tai xảy ra. Thưa quý vị, thưa các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và 2 chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị với những giải pháp thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngay sau thành công đại hội, Đảng bộ huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, quyết tâm để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.
đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy sẽ thông tin rõ hơn về kết quả sau hơn một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa đồng chí có đánh giá như nào về những kết quả nổi bật sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như là nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025? Có hai chương trình trọng điểm và có 10 nhóm nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện. Và quá trình tổ chức thực hiện thì chú trọng cái biện pháp đó là phải quyết liệt, sâu sát cơ sở và hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra giám sát, rút kinh nghiệm kịp thời. Kết quả thì trong từng chỉ tiêu nhiệm vụ đã xác định ý, thì đều đạt được theo đúng định hướng, kế hoạch và tiến độ hàng năm. Cụ thể ở lĩnh vực kinh tế thì có cái nổi bật đó là chúng tôi đã xây dựng và duy trì nhãn hiệu gạo đặc sản Sấn Cù Than Uyên, rồi là Tẻ Tròn, rồi Tan Pòm. Có 17 sản phẩm OCOP, tăng 9 sản phẩm đạt OCOP 3 đến 4 sao so với đầu nhiệm kỳ. 8 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện tích một số cây trồng cũng rất là tăng cao trong cái đề án sản xuất nông sản hàng hóa tập trung. Điểm nổi bật nữa trong kinh tế đó là vấn đề thu ngân sách thì chúng tôi đều đảm bảo cái kế hoạch hàng năm. Ở lĩnh vực văn hóa thì việc bảo tồn phát huy các cái bản sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp các dân tộc được chú trọng. Ở lĩnh vực giáo dục thì chúng tôi đã thực hiện kiên cố hóa được trên 97%, chú trọng công tác phòng chống dịch, chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách chủ động, công tác xây dựng hệ thống chính trị thì cũng chú trọng đặc biệt cái vấn đề dân chủ, vấn đề đoàn kết các dân tộc được phát huy, rồi cái phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức cách thức lãnh đạo của Đảng, của chính quyền. Thế rồi cái phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể cũng có nhiều đổi mới, nhiều khởi sắc. Thế và cái chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm chúng tôi đều đạt và vượt cái chỉ tiêu hàng năm. Vâng, thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết các cái mục tiêu cụ thể mà Đảng bộ huyện Than Uyên đặt ra trong năm 2022 này là gì? Trong nghị quyết Đại hội 18 chúng tôi có xác định thì có 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 31 chỉ tiêu thành phần. Thì mục tiêu chung của năm 2022 xác định là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Gắn với đó là phải thực hiện hiệu quả cái chỉ thị, cái kết luận 01 ấy, về việc thực hiện chỉ thị 05 và gắn với nó là việc xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết chung 4. Rồi là cái khắc phục những cái hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra là phải khắc phục một cách nghiêm túc. Thế và huy động và sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực đầu tư để đảm bảo cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, khai thác hiệu quả hợp lý, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Rồi là tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới. Thế và chỉ tiêu cụ thể thì 2022 chúng tôi cũng xác định 9 nhóm chỉ tiêu và có 36 chỉ tiêu thành phần. Thì đấy là cái nội dung mà chúng tôi xác định để thực hiện. Thưa đồng chí ạ, hiện nay thì cái tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng đã cơ bản được kiểm soát. Vậy thì Đảng bộ huyện Than Uyên sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ trọng tâm như thế nào, góp phần hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu năm 2022 đã đề ra. Phát huy cái hiệu lực, hiệu quả thực tiễn trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, rồi cái đổi mới cái phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể để làm thế nào thực sự là sâu sát và rút kinh nghiệm được kịp thời để phát huy hiệu quả cao nhất. Chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng nghề trong lao động nông thôn, phải huy động và sử dụng thực sự hiệu quả, tiết kiệm những cái nguồn lực. Trong đó có chú trọng cả nội lực và cả ngoại lực để huy động vào để phát triển, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh, đổi mới cái phương thức vận động quần chúng của cả hệ thống chính trị. Thế rồi chất lượng dân vận, đấy, rồi là cái chức năng giám sát phản biện xã hội mà Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị phải được giao. Thế rồi là chú ý đến cái vận động và tổ chức các cái phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực và thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong tầng lớp nhân dân. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí đã dành cho phóng viên phòng của phỏng vấn ngày hôm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.